những câu nói về quản lý tiền bạc cực kỳ hiệu quả, có thể thay đổi cách bạn nghĩ về sự giàu có mãi mãi. Bạn có biết là hơn một nửa người lớn ở Việt Nam không theo dõi việc chi tiêu mỗi tháng của họ? Chính vì thế, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn 10 câu nói rất hay về cách quản lý tiền bạc. Những câu nói này là kinh nghiệm từ những người thành công nhất trên thế giới, những người đã và đang tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực tài chính. Trước khi tìm hiểu kỹ từng câu nói, Chúng ta hãy cùng điểm qua một số khó khăn về tài chính mà rất nhiều người trong chúng ta gặp phải. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà còn có thể gây ra những hậu quả lâu dài nếu không được giải quyết kịp thời. Đầu tiên là việc tiêu xài quá nhiều so với thu nhập. Đây là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, đặc biệt là trong thời đại tiêu dùng hiện nay. Việc mua sắm không kiểm soát, sử dụng thẻ tín dụng một cách vô tội vạ và không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng có thể dẫn đến tình trạng nợ nần trồng chất rất nhiều người rơi vào cảnh hết sạch tiền vào cuối tháng vì không kiểm soát được việc chi tiêu điều này không chỉ gây ra căng thẳng tài chính mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của họ việc không có đủ tiền để trang trải các chi phí cơ bản như tiền thuê nhà tiền điện nước và thực phẩm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng thứ hai là việc thiếu một kế hoạch tài chính rõ ràng một kế hoạch tài chính không chỉ giúp bạn quản lý tiền bạc một cách hiệu quả mà còn giúp bạn đạt được các mục tiêu dài hạn. Nếu không có kế hoạch, bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối và không biết phải làm gì để cải thiện tình hình tài chính của mình. Bạn có biết mình muốn gì trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa? Việc đặt ra các mục tiêu cụ thể và lập kế hoạch để đạt được chúng là rất quan trọng điều này không chỉ giúp bạn có một hướng đi rõ ràng mà còn giúp bạn theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết nếu không có mục tiêu cụ thể bạn sẽ dễ bị lạc lối trong việc quản lý tài chính của mình điều này có thể dẫn đến việc bạn không biết phải làm gì với tiền bạc của mình và cuối cùng là không đạt được những gì bạn mong muốn thứ ba là tâm lý ngại tìm hiểu và thay đổi nhiều người nghĩ rằng quản lý tài chính là một chủ đề khô khan và khó hiểu họ cảm thấy ngại ngùng khi phải đối mặt với các con số và các thuật ngữ tài chính phức tạp nhiều người nghĩ rằng quản lý tài chính là một chủ đề khô khan và khó hiểu tuy nhiên thực tế không phải vậy quản lý tài chính có thể trở nên dễ dàng và thú vị nếu bạn biết cách tiếp cận đúng đắn và có sự hỗ trợ từ các nguồn tài liệu và chuyên gia việc tìm hiểu về tài chính không chỉ giúp bạn quản lý tiền bạc một cách hiệu quả mà còn giúp bạn có được sự tự tin và an tâm trong cuộc sống bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc không biết phải làm gì với tiền bạc của mình. Chính vì những khó khăn này, việc trang bị cho bản thân kiến thức và tư duy đúng đắn về quản lý tài chính là vô cùng quan trọng. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ như đọc sách, tham gia các khóa học hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính. Hãy nhớ rằng, quản lý tài chính hiệu quả không chỉ là kiếm được nhiều tiền, mà quan trọng hơn là biết cách sử dụng đồng tiền một cách thông minh và hiệu quả nhất. Điều này sẽ giúp bạn đạt được sự ổn định và thịnh vượng trong cuộc sống và mang lại cho bạn sự an tâm và hạnh phúc. 1. Người giàu mua tài sản, người nghèo mua tiêu sản và tầng lớp trung lưu mua những thứ họ nghĩ là tài sản nhưng thực chất là tiêu sản. Robert Kiyosaki. Câu nói đầu tiên đến từ Robert Kiyosaki, một nhà đầu tư, doanh nhân và tác giả nổi tiếng. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng dạy con làm giàu một cuốn sách đã thay đổi cách nhìn của hàng triệu người về tài chính cá nhân. Trong cuốn sách này, ông phân biệt rõ ràng giữa tài sản và tiêu sản, một khái niệm mà nhiều người vẫn còn nhầm lẫn. Tài sản, theo Kiyosaki, là những thứ mang tiền về túi bạn, còn tiêu sản là những thứ lấy tiền từ túi bạn. Ví dụ, một căn nhà cho thuê là tài sản vì nó tạo ra thu nhập đều đặn mỗi tháng, giúp bạn tăng thêm nguồn thu nhập thụ động ngược lại một chiếc xe hơi đắt tiền là tiêu sản vì bạn phải bỏ tiền ra để bảo dưỡng sửa chữa và giá trị của nó thì ngày càng giảm chiếc xe không mang lại thu nhập mà chỉ tiêu tốn tiền của bạn đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm những thứ không thực sự cần thiết những món đồ này có thể mang lại niềm vui tạm thời nhưng không giúp bạn cải thiện tình hình tài chính hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chi tiêu liệu khoản chi đó có giúp bạn tạo ra thu nhập hay chỉ đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu nhất thời việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận và đầu tư vào những tài sản thực sự có thể giúp bạn đạt được tự do tài chính trong tương lai hãy tập trung vào việc đầu tư vào những tài sản có khả năng tăng giá trị theo thời gian như bất động sản cổ phiếu hoặc các doanh nghiệp những khoản đầu tư này không chỉ giúp bạn bảo vệ tài sản mà còn có thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định và bền vững Cuối cùng, hãy nhớ rằng mục tiêu của việc quản lý tài chính không chỉ là tích lũy tài sản mà còn là tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái cho bạn và gia đình. Đầu tư thông minh và chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn đạt được điều đó. 2. Đừng bao giờ tiêu tiền trước khi bạn kiếm được nó, Thomas Jefferson. Câu nói thứ hai đến từ vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson ông không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người có tầm nhìn xa về tài chính cá nhân nghe có vẻ đơn giản nhưng nguyên tắc không tiêu tiền trước khi kiếm được lại vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một nền tài chính vững chắc điều này có nghĩa là bạn nên luôn luôn biết rõ nguồn thu nhập của mình và chỉ tiêu tiền khi bạn đã thực sự có nó trong tay ngày nay với sự phát triển của công nghệ việc vay nợ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết chỉ cần vài cú click chuột bạn có thể vay tiền từ ngân hàng hoặc các nền tảng cho vay trực tuyến điều này mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro tuy nhiên việc lạm dụng thẻ tín dụng và các hình thức vay nợ khác có thể khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn của nợ nần nhiều người đã phải đối mặt với tình trạng nợ nần trồng chất không thể trả nổi các khoản vay và lãi suất ngày càng tăng hãy tập cho mình thói quen sống thấp hơn mức thu nhập của mình điều này không chỉ giúp bạn tránh được nợ nần mà còn giúp bạn có một cuộc sống tài chính ổn định và bền vững hơn sống tiết kiệm không có nghĩa là bạn phải từ bỏ những điều mình yêu thích mà là biết cách quản lý và ưu tiên chi tiêu nếu muốn mua một món đồ nào đó hãy tiết kiệm cho đến khi bạn có đủ tiền mặt để mua nó điều này không chỉ giúp bạn tránh được nợ nần mà còn mang lại cảm giác hài lòng khi bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình hãy nhớ rằng tự do tài chính thực sự đến từ việc bạn kiểm soát được đồng tiền của mình chứ không phải để đồng tiền kiểm soát bạn khi bạn biết cách quản lý tài chính cá nhân bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và có thể tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về nợ nần cuối cùng hãy luôn nhớ rằng việc quản lý tài chính cá nhân không chỉ là về việc tiết kiệm và chi tiêu hợp lý mà còn là về việc đầu tư cho tương lai hãy đặt ra những mục tiêu tài chính dài hạn và làm việc chăm chỉ để đạt được chúng khi bạn có một kế hoạch tài chính rõ ràng, bạn sẽ cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong mọi quyết định của mình. 3. Bạn không cần phải là người thông minh nhất để trở nên giàu có, bạn chỉ cần là người kỷ luật nhất. Warren Buffett, nhà hiền triết xứ Omaha, Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, đã chia sẻ câu nói đầy sâu sắc này. Theo ông, kỷ luật chính là chìa khóa để đạt được thành công về tài chính. Bạn có thể không phải là người thông minh nhất, nhưng nếu bạn có kỷ luật trong việc chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, bạn hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt lớn về lâu dài. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu tài chính cụ thể và lập kế hoạch để đạt được chúng. Hãy kiên trì với kế hoạch của bạn, ngay cả khi gặp khó khăn hay cám dỗ. Hãy nhớ rằng, thành công tài chính không phải là một cuộc chạy nước rút, mà là một cuộc marathon đường dài. 4 sự giàu có không phải là có nhiều tiền, mà là có nhiều lựa chọn, Chris Rock, diễn viên hài nổi tiếng Chris Rock lại mang đến cho chúng ta một góc nhìn khác về sự giàu có. Theo ông, giàu có không chỉ đơn thuần là có nhiều tiền, mà là có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Khi bạn có một nền tảng tài chính vững chắc, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn công việc, nơi ở, cách nuôi dạy con cái và theo đuổi đam mê của mình. Hãy nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của việc quản lý tài chính hiệu quả là mang lại cho bạn sự tự do và hạnh phúc. 5. Hãy trả tiền cho bản thân trước, George Clarkson. Câu nói này được trích từ cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon của George Clarkson. Nguyên tắc trả tiền cho bản thân trước có nghĩa là bạn nên dành ra một khoản tiền để tiết kiệm và đầu tư ngay khi nhận được thu nhập, trước khi chi tiêu cho bất kỳ điều gì khác. 6 đầu tư vào kiến thức mang lại lợi nhuận tốt nhất, Benjamin Franklin. Câu nói 6, đầu tư vào kiến thức mang lại lợi nhuận tốt nhất, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, một trong những vị khai quốc công thần của Hoa Kỳ, đã từng nói, đầu tư vào kiến thức mang lại lợi nhuận tốt nhất. Câu nói này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, việc không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức về tài chính là vô cùng quan trọng hãy dành thời gian đọc sách, tham gia các khóa học, hội thảo về quản lý tài chính cá nhân. Hãy nhớ rằng, kiến thức là sức mạnh, và đầu tư vào kiến thức chính là đầu tư cho tương lai của bạn. 7. Câu nói 7. Sự kiên nhẫn là chìa khóa của thành công trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong đầu tư, Charlie Munger. Charlie Munger, cộng sự lâu năm của Warren Buffet, là một người nổi tiếng với triết lý đầu tư dài hạn và kiên nhẫn. Ông cho rằng, thành công trong đầu tư không đến từ việc mua bán liên tục, mà đến từ việc lựa chọn đúng cổ phiếu và nắm giữ chúng trong thời gian dài. Đừng để bản thân bị cuốn vào những biến động ngắn hạn của thị trường. Hãy kiên nhẫn với kế hoạch đầu tư của bạn và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. 8. Câu nói 8 đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ, tục ngữ. Câu tục ngữ này đã quá quen thuộc với chúng ta, nhưng nó vẫn luôn đúng trong lĩnh vực quản lý tài chính. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro. Đừng bao giờ đặt tất cả tiền bạc của bạn vào một loại tài sản duy nhất, cho dù bạn tin tưởng vào tiềm năng của nó đến đâu. Hãy phân bổ vốn của bạn vào nhiều kênh đầu tư khác nhau như chứng khoán, bất động sản, vàng, ngoại tệ. 9. Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi. Mahatma Gandhi. Câu nói cuối cùng đến từ Mahatma Gandhi vị lãnh tụ tinh thần vĩ đại của Ấn Độ. Dù không trực tiếp đề cập đến quản lý tài chính, nhưng câu nói này mang ý nghĩa sâu sắc về cách sống và cách học hỏi. Hãy sống trọn vẹn từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn. Hãy theo đuổi đam mê, dành thời gian cho những người thân yêu và sống một cuộc sống ý nghĩa. Đồng thời, hãy không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. Trong số những câu nói vừa rồi, câu nói của robert kiyosaki về tài sản và tiêu sản có lẽ là câu nói tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi nó đã thay đổi hoàn toàn cách tôi suy nghĩ về tiền bạc và cách quản lý tài chính cá nhân trước đây tôi cũng giống như nhiều người thường xuyên chi tiêu vào những thứ không thực sự cần thiết nhưng sau khi hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản tôi đã tập trung vào việc xây dựng tài sản tạo ra nguồn thu nhập thụ động và dần dần đạt được tự do tài chính những câu nói quý giá về quản lý tài chính. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân và có thêm động lực để bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu tài chính của mình. Câu nói nào bạn tâm đắc nhất? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share video này và subscribe kênh của tôi để không bỏ lỡ những video bổ ích tiếp theo về quản lý tài chính và đầu tư.